Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm hai ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm khác trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Dư luận xem đây là một mức quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Vì vậy, ngày 13 tháng 11, trang BBC Tiếng Việt đã đăng một bài chuyên đề lớn để công kích chiến dịch này. Bài chuyên đề bao gồm nhiều số liệu kèm phần phỏng vấn các chuyên gia là Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Khắc Giang và Abujanzak Jerry để đưa ra ba thông điệp chính. Thứ nhất, họ so sánh các số liệu trong báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương Đảng để chỉ ra rằng chiến dịch chống tham nhũng trong hai năm qua không phải là chiến dịch lớn nhất, triệt để nhất trong thời gian gần đây. Theo các số liệu, thì số lượng đảng viên và tổ chức đảng bị kỷ luật đã tăng đáng kể từ năm 2014 đến nay lượng đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng lại không tăng đáng kể. Các số liệu cũng cho thấy, năm 2013, có tới 19.542 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 1.580 người bị kỷ luật vì tham nhũng, tức cao hơn so với năm nay. Ngoài ra, BBC cũng đăng một biểu đồ cho thấy, lượng tài sản thất thoát mà các cơ quan chức năng có sai phạm gây ra không tỷ lệ thuận với mức án mà họ nhận. Thứ hai, Nguyễn Khắc Giang và Abu Zakari đồng loạt trả lời phỏng vấn rằng nếu hệ thống chính trị không cho phép sự giám sát của người dân, của các hội, các cơ quan kiểm tra độc lập thông qua báo chí tự do và biểu tình, thì chiến dịch chống tham nhũng sẽ không thể có hiệu quả một cách lâu dài và bền vững. Thứ ba, cả ba khách mời phỏng vấn đều trả lời một mặt rằng đảng không dám chống tham nhũng triệt để vì sợ bộ máy chính trị bị tổn thương. Mặt khác, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vận dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ chính trị. Các số liệu và ý kiến mà đài BBC đưa ra có những giá trị nhất định. Tuy nhiên, chúng cũng có những kẻ hở mà BBC đang tận dụng để định hướng dư luận. Chẳng hạn theo luật pháp, thì tòa án phải kết tội các quan chức sai phạm dựa trên động cơ, mức độ dính líu và tầm quan trọng của họ trong vụ việc, chứ không chỉ dựa vào tài sản thất thoát mà họ góp phần gây ra dù số đảng viên bị kỷ luật trong năm 2013 cao hơn năm nay, tổng bí thư đảng vào năm 2013 vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì các hệ thống chính trị được thiết kế để duy trì sự ổn định của mình, chúng sẽ không bao giờ chống tham nhũng mạnh đến mức tự hủy dù người đứng đầu có muốn hay không. Và qua việc chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành song song với một kế hoạch tinh giảm hóa bộ máy hành chính, nhiều thành tựu của nó có thể sẽ tồn tại bền vững. Thêm nữa, về chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang diễn ra còn quá sớm để kết luận rằng nó có triệt để hay không. Trong hai năm qua, chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã khiến người dân có thêm niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì lý do này, các tổ chức cá nhân chống đối đã liên tục công kích chế độ. Chính vì lý do này, các tổ chức cá nhân chống đối đã liên tục công kích chiến dịch. Dù vậy, họ đã nhiều lần nói hớ khi một số quan chức sai phạm mà họ từng gọi là quỷ nhà, vùng cấm đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu muốn được người dân đánh giá cao, giờ chống cộng, hãy dành thời gian để làm việc có ích cho xã hội, thay vì để soi mói những người đang làm việc có ích.